Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi, theo dõi kênh để cập nhật mấy video mới, bấm vô nút đăng ký kênh nha. Rồi, nam về mấy món đồ đồ nội địa Nhật nha mọi người. Có cái ổ cắm Japan nè, ổ cắm điện. Ổ cắm điện xài đồ Nhật nha, chui dẹp luôn. Japan sản xuất. Rồi có một cái cuộn dây kẹp bình ha, sạc bình á. Rồi có cái đầu chuyển này rất là độc. Cái đầu chuyển này nó bằng nhôm đúc. Đầu chuyển máy khoan ra máy cưa lọng nha mọi người nè. Ra máy cưa lọng rất là độc luôn. Đó. Cái này gắn lưỡi cưa lọng mà loại kẹp á, loại lưỡi của Nhật mà kẹp cái chui hẳn á, mình kẹp vặn con ốc này ra, nới ra đút lên là vặn xiết vô. Rồi cái cuộn cam cam này là cái luồng dây cho mấy hở điện ha, hở điện đi âm tường này kia đó, luồng dây của Mỹ. Rồi nay là cái video 174 nha mọi người. Video có mã 174. Sau đây là mấy món ha, mấy món nè, giới thiệu từng món. Rồi cái ổ cắm này là ổ cắm của Nhật, chui dẹp nha. Đây, ổ này nó có thông số là 1500W, điện 125V. Đây, dây là 1.8 nè. 1.8 mm vuông nè. Nhân 2 cộng 0.75 nhân 1. Đó. Có nghĩa là cái dây tải nó là 1.8 mm. Còn cái dây mát là 0.75 ha. Có 3 dây. Là mọi người không thích xài cái dây mát này, dây tiếp đất này thì cắt đi, xài mấy cái hai chân bình thường ha. Rồi ổ cắm nè, 24 ổ, có cái đèn báo mọi người, xài điện Nhật ha. Thường là chui dẹp mình xài điện nội địa Nhật thôi. Rồi dây nguồn là dài 3 mét nha, dây 3 mét. Rồi ổ điện có mã số 1, 150.000. Rồi. Tiếp theo là món số 2 mọi người. Đây là cái cây đập thịt nha. Đập thịt. Cây để đập thịt trong nhà bếp nha mọi người. Xài đồ bếp. Rồi đập thịt có mã số 2. 100.000. Đầu này nó bằng thép, nó mạ lên rất là cứng, nó đúc. Rồi số 3 là về được cái đồng hồ của hàng nội địa Nhật. Đây, thông số nó là hãng là A3. Đây, 13 là áp suất nè, Japan nè, máy Nhật mọi người, có lịch đồ luôn nè. Đây, để nè. Để thông số đó là máy Japan ha. Vỏ như là sản xuất tại Trung Quốc, vỏ. Vỏ này là inox. Đồng hồ này là vỏ inox nha mọi người. Nè, vỏ inox 100%. Nó dây vỏ inox.
Đồng hồ này đồng hồ nam rất là dễ đeo. Đó, khóa giờ gài nè, điều chỉnh tăng lên tăng xuống được luôn. Rồi mã là số 3. 450 nè. Rồi để đo đo cái size mặt đồng hồ ha. Đây cái size luôn núm là 38 ha mọi người. 38 mm. Rồi mã là số 3, 174.3 ha. 450 nè. Rồi tiếp theo là về cái máy tính, về cái máy tính đây, hàng này thương hiệu Nhật mà sản xuất ở Trung Quốc nha mọi người, hàng xuất Nhật á, nó xài bằng năng lượng mặt trời nha. Đây năng lượng nè, năng lượng ánh sáng á, trong bàn làm việc mình nó môi trường nó sáng sáng là nó chạy được. Đây cũng như vậy nè, trong phòng nè nó có ánh đèn nha, còn tối hôi thì không, nó không lên được đó, có đèn là nó lên ha. Nè xài bình thường chính xác hả. Chức năng cơ bản là ok hết, còn máy này không biết cái gì đây, nút này cũng không biết cái gì mọi người, có nhiều nút lạ, nó rất là nhiều dãy số ha, tại vì cái màn hình nó lớn nè, chắc 12 số luôn mọi người. Đây là cái mặt trời của nó nè, che này đi là nó tắt ha, che đi nó không hoạt động được, pin mặt trời. Đây, kích thước nó 15 x 20 nha. Rồi cái máy tính mặt trời này có mã là số 4 nha, 300 ngàn. Rồi tiếp theo là cái đây là cái dụng cụ để luồn dây ha mọi người. Luồn dây nè, là nó có cái đầu để kéo dây nè. Ví dụ như mình kéo dây điện. Đây đó, bên trong nó sẽ là như vậy, dây thép ha, dây thép rất là chắc nha, nó thẳng đó. Đó mình nới ra mình kéo cho nó nhẹ, nó cái vòng mình xoay được nè, nới ra kéo đó, nó là dây thép như cái lò xo mọi người, nhưng mà dày ha. Rồi đóng lại thì vậy. Hưu lại thì nó vậy ha. Này dùng lấy luồn đi dây điện âm rồi này kia mọi người. Không số nữa nó nè. Này bởi USA nè mọi người. Thương hiệu này của Mỹ. USA nè. Rồi kích thước nó là 7 m nhân cho 6 mm. Cái bản dây này là 6 mm ha. Chiều dài nó là 7 m. Nó trên đây nó in rất là nhiều thông số cảnh báo rồi nè. Ken tool của Mỹ nha, thương hiệu Mỹ, nhựa làm rất là tốt luôn, cảm giác rất là nhựa rất là xịn, còn rất là mới, dây thép trong còn mới lắm nè, nó dây thép á, nhỏ gọn mọi người nhưng dài là 7 mét luôn á. À, khoảng 18 cm thôi, nhỏ gọn đem đi làm công trình rồi này kia. Rồi mã số 5 nha, 550 ngàn. Rồi tiếp theo là cái máy tính Casio ha, thương hiệu của Nhật,
đây thông tin của nó. Dòng này là chạy pin rồi do ba luôn, cái này pin vẫn còn chạy xài được luôn nha mọi người, pin bên nó đem về vẫn còn xài được luôn, vẫn còn pin đó. Rồi đây xài pin nha. Đó. Đó. Hoạt động tốt. Nhỏ gọn bỏ túi nha mọi người. 10 cm thôi. 10 x 7 là mã số 6 ha, 200.000. Như cái bỏ vô ví. Rồi số 7 là cũng Casio luôn nha, 200.000. Mà cái này xài năng lượng nha, đây năng lượng nè. Năng lượng mặt trời. Cái này Thái Lan sản xuất. Đó. Cũng có viên pin ở trong nha mọi người, pin để nó nạp vô năng lượng. Nè, pin 1.5 nè. Là mặt trời nữa. Hoạt động ok hết. Đó. Đóng lại nó tắt nha mọi người. Đóng lại nó tối rồi nó tắt. Rồi mã là số 7 nha, 200.000. Cũng cỡ bằng cái kia ha. Cái này dài hơn tí, dài hơn 2 phân. Đây. Rồi số 8 nè. Cái đầu chuyển cưa lọng rất là độc. Nguyên khung nó bằng nhôm. Cái này hàng theo máy nào đó, không thấy cái tên ha. Chắc là nó nhập ra máy. À, cái này chạy nó như vậy nha mọi người. Mình gắn cái đầu khoan vô đây ha. Nó ví dụ như cái này là máy khoan nè mọi người. Khoan cái mình kẹp vô đầu khoan. Rồi, kẹp vô rồi mình cầm đây. Gắn lưỡi cưa rộng vô nha, lưỡi cưa rộng thì có bán ngoài thị trường. Nè. Nó nới con ốc này ra là xiết cái lưỡi cưa rộng vô. Rồi. Đó. Quay chân châu êm nha, tại cái máy này nó búa chứ không phải là máy đâu. Không phải là nó kêu đâu nè. Cái máy bắn vít nó kêu á. Đó. Đó. Kích thước nhỏ gọn. Đầu này như 60 ly quá, 60 ly mọi người, gắn vô máy mài khuôn cũng được luôn. Đây 6 ly nè, 6 ly 3. Rồi mã số 8 nha, 400.000. Rồi số 9 là cái bộ dây sạc bình. Cái này không thấy thông số mọi người. Cái này, nó mạ đồng ha, nó bằng thép, nó mạ đồng. Còn dây là dây đồng. Này không biết kẹp được bao nhiêu A nữa nhưng mà không thấy thông số. Đây. Này không thấy thông số nha mọi người. Này nó đi theo cái máy nào mà rớt ra đây. Dây kẹp hàng. Đây dây nó kích cỡ như vậy nè. Đó. Đồng đỏ tươi luôn ha.
dây nè, 6 ly 6 luôn vỏ mọi người. Cái dây này nó có bị đây chút xíu nè, nè bị bể vỏ xíu rồi mọi người, bể vỏ nha, chứ bên trong nó không có đứt, trong dây đồng nó còn nè, không có đứt. Dây này dài mỗi cộng là dài 3m4 nha mọi người, 3m4 luôn cái càng này nè, chiều dài nó mỗi cộng. Rồi mã số 9 nha, 400.000. Số 10, cái cuồng dây nhợ của Nhật. Đây chiều dài 270 ha. Này chưa sử dụng. Này 0.8 mm nè, đường kính của dây nè. Đây dây này nè. Không biết làm cái gì. Mọi người thả diều hay gì cũng được ha, câu cá gì đó. 0.8 nha. Thì bàn sản xuất luôn. Mới chưa xài. Rồi đây có cái lưỡi dao luôn mọi người. Rồi cái lưỡi dao để cắt dây nè, nè. Bán cũng nhờ có kèm theo cái lưỡi dao cắt dây nữa. Đường dây đây cắt ha. Rồi mã này là số 10 ha, 100.000. Rồi 11, hai món này ha. Sale giá rẻ 200.000. Một cái đầu để vô gút câm mọi người, gút câm xe máy xe đạp đồ được hết ha. Nhiều kích cỡ nè. Rồi với cái kẹp đồ nhỏ, đây, kẹp đồ nhỏ nè. Ấm nó sẽ kẹp lại ha. Rất là hay. Ví dụ như mình kẹp cái miếng nhỏ xíu mỏng này cũng được nè. Đó. Kẹp rất là chắc luôn nha. Nó bằng thép đen. Rất là chắc nè, đầu nó chắc lắm. Đầu còn mới nguyên nè, chưa bị gì hết. Rồi hai món nha, mã 11 200.000. 12 là cái kính bảo hộ của Nhật. Cái hàng này giống như hồi xưa rồi. Kiểu dáng nó rất là xưa rồi. Nhìn nó xưa xưa sao. Đó. Đây có kính luôn mọi người. Cái này nói kính chứ nó là bằng mica nha. Nó là mica của Nhật. Còn rất là trong nè. Trong lắm, không có bị chạy. Dây này ha, rất dẻo luôn nha, nè nó dẻo lắm, cán nó dẻo nhẹo à. Đó, dẻo nhẹo luôn. Không thấy hiệu luôn. Rồi cái kính bảo hộ này có mã số 12 ha, 250.000. 13 là cái đèn ha. Một cặp đèn nha mọi người. À, đèn. Cái này đèn nha, rất là ngộ, chưa sử dụng, chưa có vô dây luôn. À, mở ra, cái này là tấm phản quang. Nó tản ánh sáng chứ. Gọi là nó tản ánh sáng giống như mấy cái đèn mà đèn chụp hình mọi người. Có cái lớp này nè, đó. Khi ánh sáng qua đây nó không bị chói, không có bóng. Đây, nó là bóng 100V nha, xài điện 100V 10W của National luôn. Bóng còn mới luôn này, bóng dây tóc. Nó chưa xài, nói chung này chưa vô dây điện nữa. Dây điện vô đây nè mọi người. Luồn vô đây ha. Mở cái này ra nha mọi người. Mở cái đế này ra nè. Mở đế là mở hai ngóc này nè. Là bung cái đế này ra. Rồi bắt dây điện ha. Nó có chỗ nối dây điện dưới. Đó, bóng 100V nha. Chưa xài bóng này mới luôn. 10W. Rồi cái này cũng vậy ha. Mở ra coi.
Nó bóng cũng còn nguyên này, dây tóc thấy còn nguyên là rồi chăm bo luôn 10 quát nha. Tảng sáng này nó chuyên, chắc chuyên thiết kế để mấy cái, nói chung là mấy đồ giặt nhỏ nha, mình cần ánh sáng nó quay phim gì đó. Cái tảng ra ở phần hấp ha, là hai cái đối lại với nhau. Rồi bộ đèn bên ngoài vỏ nó bằng kim loại mọi người, rất cứng, rất kim loại cũng khá khá nặng đó. Mã 13 nha, 400 ngàn một cặp. Rồi món cuối cùng rồi mọi người, em kết thúc video đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ, hẹn gặp lại.